Xin chào các bạn, đây là khách hàng từ trong Thanh Hóa nửa đêm ra lấy cây giống nhé các bạn nhé. Đây các bạn ơi, mình hôm nay mình lại quay và chia sẻ cái video này dành cho bạn Thanh Hải ở Thanh Hóa nói riêng và cho các bạn trên kênh YouTube của mình nói chung và tất cả các bạn trên toàn thế giới có nhu cầu về cái cây trồng cái cây mai siêu lá này nhá. Đây là cái cành mình đã chiết từ trên cây, chiết luôn từ trên cây các bạn ạ. Và mình nhẹ cành xuống đây và mình sẽ chia sẻ với các bạn cách trồng. Và đây bạn nhìn này, cái măng vọt của nó đã lên sẵn này. Và đây mình vừa mới nhẹ xong đây nha các bạn nha. Đây, các bạn nhìn kỹ này, vừa mới nhẹ xong này. Đấy, rễ của nó khi nào mình cắt cho khách, mình bẻ cho khách là mình phải kiểm tra cái rễ của nó ra nhiều như thế này và nó chuyển sang màu nâu, màu vàng thì mình mới bẻ nhá. Chứ còn màu trắng là mình không bẻ đâu nha các bạn nhé. Này, đấy, rễ nó ra mức độ như thế này và cái măng vọt của nó bắt đầu lên rồi này. Và bên trên của nó thì cành nó mới nảy chồi như này các bạn nhé. Đấy. Và bây giờ mình mang đi để chia sẻ với các bạn cách trồng thử, cách trồng của cái cây này nhé các bạn nhé. Trước hết thì các bạn đào hố cho mình, không cần rộng quá, không cần quá sâu. Và các bạn đào rộng 50, sâu 40 cho mình nhé. Thế xong các bạn cho phân ít phân chuồng, phân trấu vào. Và các bạn sẽ tưới nước vào cho mình. Tưới và các bạn trộn nhào như trộn giữa ở cái hố này cho mình nhé. Đấy. Tưới chào nhào trộn để cho mình xong các bạn hãy lấy quốc các bạn đảo đảo trộn như trộn trộn vữa cho mình. Thế này là gọi là chúng ta ươm bầu ngay tại hố và ươm bầu chiết cây tại tại cây nha các bạn nhé. Đấy, sền sệt nó như thế này rồi. Các bạn hãy bới ở giữa ra. Đó. Và các bạn hãy đặt cái bầu này vào cho mình. Đặt kín bầu nhá. Sâu xuống. Các bạn lấp cái bùn này vào cho mình khoảng độ 3 phân. 3 phân bùn lên trên. Xong tiếp tục các bạn lại lấp cho mình một lượt đất bên trên nữa. Đất khô bên trên nữa. Các bạn hãy nện xuống cho mình. Ok. Tiếp theo đó, các bạn hãy dùng lấy một hoặc hai cái cây. Nếu cây to thì các bạn chỉ cần dùng một và cây nhỏ thì các bạn dùng hai. Hai cái cây. Như thế này. Các bạn cắm chéo lên cho mình để mình cố định cái gốc cây này. Thế xong tiếp theo là chúng ta hãy dùng cái dây này chúng ta buộc nó vào nhé các bạn. Các bạn cố định như thế này cho mình. Lý do tại sao phải cố định như thế này, chúng ta cắm như thế này để cho ví dụ vô tình có ai đi qua mà hoặc là chúng ta khi chúng ta tưới chăm sóc thì chúng ta không động chạm gì đến cái cây này vì đã có hai cái cây này nó cố định, nó giữ gốc chắc rồi nhé các bạn nhé. Xong các bạn cho đất vào và chúng ta khẽ nện. Cũng không cần phải nện chặt bởi vì bên dưới của chúng ta đó là một cái khối bùn. Chúng ta cắm cái cây vào đây rồi thì nó cũng đã là mịn rồi. Thì bây giờ các bạn hãy tưới thêm cho mình một lượt nước nữa để cho nó đủ độ ẩm. Đó. Kệ nó thế này xong rồi nó ngấm. Sau khoảng độ 2-3 ngày sau, nếu như trời không mưa, thời tiết nắng hanh
thì chúng ta tưới thêm một lần nữa. Còn nếu mà trời độ ẩm nó cao và cái thời tiết nó mưa mưa thì các bạn không cần phải trồng nữa, không cần phải tưới nhé. Đất của chúng ta đủ độ ẩm là nó lên, chứ các bạn cũng đừng tưới nhiều. Nếu các bạn tưới nhiều quá thì là cái rễ của nó bị đọng nước là nó cũng sẽ chết nha các bạn nhé. Đừng để cho khô quá thôi, nhưng các bạn cũng đừng để cho nó quá đọng nước. Rồi là một thứ hai nữa là cái thời tiết từ cái tháng 11, 12, tháng riêng, tháng 2, tháng 3. Đấy, trong bấy nhiêu tháng các bạn trồng là các bạn không cần phải che, bởi vì rễ cây của chúng ta nó đã gọi là cực kỳ hoàn thiện, cực kỳ trưởng thành cái rễ của nó rồi. Thì nó gặp đất, gặp nước là nó sẽ sống thôi, các bạn không cần phải che. Các bạn cứ để như thế này, chỉ trừ khi các bạn trồng vào tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8. Bấy nhiêu tháng cái nắng nó gay gắt và cộng thêm cái thời tiết nó hanh khô thì các bạn kỳ nếu mà nắng to các bạn hãy tìm cây các bạn che lên trên chốc cho mình nha các bạn nhé. Và bạn Hải ở dưới các bạn mình chia sẻ video đây cho tất cả các bạn trên toàn thế giới chứ không phải riêng bạn Hải nhé. Thì là các bạn hãy làm theo cách này cho mình thì cây của các bạn sống 99,9%. Đấy, chỉ có 1% nào đó là khi các bạn trồng là cái cây này của chúng ta nó đang ra rễ rồi, thế xong bắt đầu là chúng ta lại bị lay cái rễ này, xong nó đứt cái rễ ra là chúng ta không chăm bón kịp thời, không tưới tắm kịp thời thì nó chết thôi. Chứ còn nếu các bạn trồng theo cách này thì đảm bảo các bạn là hiệu quả cực kỳ cao luôn. Và video của mình chia sẻ về cách trồng cây mai siêu lá đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chia sẻ tiếp theo. Nếu bạn nào có nhu cầu về cây giống hay hoặc các bạn có thắc mắc gì về kỹ thuật, cách chăm sóc, cách trồng cấy, cách thu hái thì hãy liên hệ cho mình theo số điện thoại 0898 717 146. Mình sẽ tư vấn miễn phí và đồng hành cùng các bạn trong mọi lúc, mọi nơi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.